Đây là CKR 100ES của Audio Technica, một cái nguyên cái tên của nó là ATH CKR 100ES. Thì cái con này á, nó sử dụng, nó là một cái con tai nghe in-ear mà nó sử dụng hai cái driver dynamic đặt đối xứng với nhau, có nghĩa là đặt face to face với nhau. Thì khi mà nó face to face như vậy á, thì nó sẽ gọi là nó theo cái lý thuyết á, mà hãng nó đưa ra á, thì nó sẽ đồng pha hơn, nó sẽ làm tiếng rõ hơn, trong hơn, lực hơn, khỏe hơn, nói chung là nhiều cái lợi ích lắm. Và hai cái driver dynamic này nó là hai driver dynamic 13 mm, và cái độ nhạy của con này nó rất là nhạy ha mọi người ha, nó là 110 decibel trên 1 mW, và cái trở kháng của nó chỉ có 12 ohm thôi. Thế nên là các bạn có thể gắn nó quýnh với lại điện thoại di động hoặc là quýnh nó với lại máy nghe nhạc thì nó rất là ok. Mình thì trong cái quá trình mình trải nghiệm á, và trong quá trình unbox và trải nghiệm first impression á, thì mình chỉ gắn nó với điện thoại thôi. Cái con này thì mình sẽ mở hộp cho các bạn coi thử, lát nữa mình sẽ nói về chất âm sau, hiện giờ thì mình sẽ chưa nói đâu. Mà đây, hộp của Audio Technica. Ý trời ơi, sorry, cảm ơn Vũ. Rồi, hộp của Audio Technica thì các bạn có thể thấy là cái kiểu đóng gói của nó khá là giống với lại CKR9 và CKR10. CKR9 và CKR10 của Audio Technica nó cũng sử dụng cái dual phase push pull driver, dynamic driver luôn. Thì con này nó cũng thường cái di sản đó, nhưng mà cái hộp của nó đi kèm á, nó khá là chắc chắn và nó khá là đẹp ha. Nó là một cái hộp da, và trong cái hộp da này khi mà mình mở ra thì mình có nhiều cái cặp tiếp khác nhau. Mình có 6 size. Ê lộn, mình có 3 size. Giấy hướng dẫn sử dụng rồi thôi, cái này mình để qua một bên. Và đây là Audio Technica CKR 100ES của chúng ta. Cái con này nó khác với con CKR10 và CKR9, nó là cái jack cắm của nó là jack cắm thay được, có nghĩa là các bạn có thể thay dây của con này được, nhưng mà với cái đầu AD2DC của nó thì rất là hạn chế về option thay dây. Mà mình cũng không biết là tại sao Audio Technica họ vẫn chưa đổi cái thiết kế này, khá là phiền. Nó gần giống như MMCX vậy, nhưng mà gắn MMCX vô đây thì đơn giản là gắn vô không được, nên là không thay được vậy thôi đó. Thì cái con này các bạn có thể thấy là cái housing của nó to hơn khá là nhiều và mập hơn rất là nhiều so với CKR9 và CKR10. Anyway, đeo vẫn có độ thoải mái rất là tốt và không có bị cộm tai, không có bị cấn tai, mặc dù là cái lung nhĩ của mình nó hơi nhỏ, nhưng mà khi mà mình đeo vào mình không thấy cộm mà mình không thấy cấn. Cái con này là con CKR100ES, thế nên là nó có thêm cả cái microphone đi kèm trên dây luôn. Rồi, mình nói qua một chút xíu về chất âm, con này nghe nó đục, nó khá là đục và nó khá là chậm. Thì cái con này á, mình nghĩ mình test qua một số nhạc á, thì mình thấy là độ chi tiết nó cũng có một chút xíu gọi là sparkle và airy, nhưng mà nó sẽ không quá chi tiết như là CKR9, và nó cũng không được tới mức nhanh như là CKR10. Tiếng của nó tụ chung lại là nó hơi chậm chạp và nó hơi nhiều bass một chút xíu, nhất là cái phần low bass của nó xuống không được sâu. Và thì khi mà nó xuống không được sâu thì nó hơi floated một chút xíu. Mình nghe khá là nhiều thể loại nhạc với cái con này thì mình cảm thấy là nó phù hợp nhất với những cái thể loại nhạc như là pop mới, những cái loại nhạc pop mới mà dạng như là Vina House đồ này kia, nó quýnh bass nó đừng có xuống sâu quá thì nó rất là ok. Hoặc là nó quýnh nhạc trữ tình, nhạc hòa tấu, nhạc xến xúa, nhạc vàng đồ này kia thì nó đánh ok, nhưng mà khi mà quýnh giao hưởng thì gần như là khá fail. Mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi.